Hồi ký của Hoàng tử Harry có thể là mối hiểm hỏa với Hoàng gia Anh. Chuyên gia về Hoàng gia Anh nhận định cuốn hồi ký của Harry lần này có thể là quả bom chấn động một lần nữa sau cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey. Cuốn hồi ký sắp tới của Hoàng tử Harry mang tên Spare dự kiến sẽ là cuốn sách bán chảy và được bàn tán nhiều nhất tại Anh sau khi lên kể. Ở thời điểm hiện tại, mặc dù chưa phát hành nhưng Spare đã khiến giới chuyên môn về Hoàng gia Anh chú ý đến. Phía chuyên gia cho rằng, ngay tiêu đề của cuốn sách cũng đã ngụ ý rằng Hoàng tử Harry sẵn sàng kể tất cả về quá trình trưởng thành của mình dù cho được gia đình chấp thuận hay không. Mẹ của Hoàng tử Harry cũng thường gọi anh ấy một cách trìu mến rằng anh ấy là người sự bỉ nhưng đó cũng là dấu hiệu cho một cuộc chiến mà anh ấy phải chiến đấu cả đời để tìm ra con đường riêng cho mình trong một gia đình luôn dành sự chú ý cho anh trai. Chuyên gia phân tích tiêu đề cuốn hồi ký. Cũng cần phải nói thêm rằng, mặc dù nội dung của cuốn sách không được đề cập chi tiết nhưng công chúng có thể thấy chắc chắn Hoàng tử Harry sẽ kể lại khoảng thời gian anh sống trong gia tộc của mình. Trước đó, vợ chồng Harry và Meghan từng có cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey được coi là quả bom chấn động truyền hình với những tiết lộ gây sốc về giới hoàng gia Anh cũng như mối quan hệ của họ. Chúng ta đều biết chuyện gì đã xảy ra khi vợ chồng Harry và Meghan trả lời phỏng vấn với Oprah vào năm 2021 và đến cuốn sách này từ bìa sách đến tiêu đề đều được tập trung vào cuộc đấu tranh nội bộ của Harry. Phía chuyên gia hoàng gia anh tiếp tục phân tích. Mặc dù cuốn tử truyền này có thể rất có ý nghĩa với Harry, nhưng thật không may đây có thể là mối hiểm họa với Hoàng gia Anh. Trong khi phía cung điện Bắc Kinh Hàm vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến cuốn sách, các chuyên gia tin rằng các thành viên hoàng gia đều theo dõi rất kỹ mọi vấn đề. Nguyên nhân là do nội dung của cuốn hồi ký có thể là rủi ro lớn về danh tiếng của Hoàng gia. Kể từ khi tin tức về cuốn hồi ký được công bố, dân chúng nước ảnh nói riêng và khán giả trên toàn thế giới nói chung đã tỏ ra khá tò mò. Sự tò mò này lại càng được đẩy lên cao hơn khi phía nhà sản xuất khẳng định hoàng tử từng lo sợ về nội dung cuốn hồi ký trong quá trình viết. Phía nhà xuất bản Benjamin Random House đã mô tả cuốn hồi ký này là một tác phẩm thân mật và chân thành, đồng thời cũng khẳng định đây là lời kể về những trải nghiệm, phiêu lưu, những mất mát và những bài học cuộc sống đã tạo nên con người hoàng tử Haji. Hồi ký mang tên Spare sẽ chính thức được phát hành vào ngày 10 tháng 1 năm 2023.